đang ở đâu đó? Ta đã thấy ngươi rồi, đừng có trốn nữa. Tuyệt Nhi, hãy mau ra mặt đi. Lưu Trí bái kiến A Kiều tiểu thư. Ngươi thật là tệ, ngươi tệ quá đi. Câu chuyện của người đó. Ta mặc kệ, ngươi có nhớ ta hay không? Có chứ. Ngày nào cũng nhớ phải không? Phải. Vậy tại sao ngươi không về sớm, làm cho người ta thiệt nóng lòng? Ngươi nói đi, cứ phải bên ngoài ngươi đã có đàn bà khác. Ta đâu có đàn bà khác hồi nào. Không tin hả? Không tin thì hỏi Trương Khang, hỏi Lý Linh, hỏi các xã nhân đi. Ta cần gì phải hỏi họ, mấy người họ đều giúp ngươi, giúp ngươi giấu, giúp ngươi đậy, cả đám đều một lòng với nhau. Được rồi, tha cho ta lần này. Hả? A Kiều à, nói là chuyện đàng hoàng đã, tình trạng của triều đình thế nào? Ngươi muốn nói chuyện đàng hoàng? Chuyện đàng hoàng của chúng ta vẫn chưa nói ra hết. Thì sao có hay không? Cái gì? Đàn bà đó. Nghe nói trên đất Diêm Chi, mỹ nữ đầy đàn, thiên kiều bách dị, quốc sắc thiên hương. Thái tử ở nơi đó vui chơi cả mấy ngày, hoàn toàn không có ai. Không lẽ những cái hồ ly tình đó toàn bộ đều ăn chay? Sự thật là không có. Vừa tới Diêm Chi thôi đã bị cha con của Diêm Chi hầu hãm hại, bị nhốt trong thủy lao. Xém một chút nữa đã bị bọn họ chém đầu rồi. Cho dù muốn kiếm đàn bà cũng đâu có thể nào phân thân. Hả? Như vậy là ngươi muốn phải không? Không có thì là không có. Lúc bị nhốt trong thủy lao, ngoài trừ cái đám binh sĩ tàn nhẫn ra, chỉ có một người thôi, là các xã nhân. Nói giống y như là thiệt vậy. Là sự thật mà. Vậy ngươi thề đi, thề mau, thề đi. Được, ta thề. Ngươi hãy thề trước mộ của cha ta. Những lời ngươi thề, cha của ta đều nghe hết. Dù ngươi gạt được ta, cũng không thể nào gạt được cha của ta đang hiển linh đâu. Xin thề với lão nhân gia. Ngươi đó, đừng có quên cái hẹn kim ốc tàn kiều. Cha không quên hẹn kim ốc tàn kiều. Vậy nghĩa là sao? Nếu ngày nào trở lên làm hoàng đế, cha sẽ cưới A Kiều tiểu thư làm hoàng hậu, phải xây một căn nhà vàng để nuôi vợ. Còn nữa? Còn cái gì? Nếu cha làm được hoàng đế thì chỉ cưới một mình ta, còn tâm công lục diện tất cả đều phế hết. A Kiều tiểu thư làm gì không hợp với lễ pháp? Mà kệ có phải là lễ pháp hay không, hãy thề mau đi. Ba điều bất hiếu, vô hậu lớn nhất. Lỡ như chúng ta thành hôn mà vẫn không sanh được nam đinh, kế nghiệp của Hán gia không thể truyền lại. Không lẽ như vậy không cho ta lập phi? Ai nói ta sanh không được? Không chừng ta sẽ sanh 5 nam 2 nữ, đếm cũng không hết đó. Nè, chỉ nói là lỡ như mà thôi. Không có lỡ như. Đừng có nên quên, ngươi vẫn chưa làm được hoàng đế. Ngươi có muốn làm hoàng đế hay không? Đâu có phải do ta quyết định. Hoàng Thái Hậu đã nội định là Lương Dương. Chỉ cần ngươi muốn thì ta sẽ cho ngươi làm được. Cô có sức hồi thiên hay sao? Ngươi hãy thề đi. Ta xin thề. Cái gì? Con đã thả quản đầu ra khỏi thành. Bà nói là đến giết mộ chồng bà, nhân chính ngôn thuận, cho nên con phải chịu ý bà thôi. Con. Đã tạ quạt cô thứ tội. Con phải tự đánh mình. Phải độc, phải mạnh. Đủ rồi. Con có biết tội không? Nhi thần biết tội, nhưng mà không biết sai chỗ nào. Quản đạo trưởng công chúa là con ruột của Thái hậu, nhục của tiến cung, cầu Thái hậu thì Thái hậu cũng cho bả ra ngoài thôi. Nó không những là con ruột của ta, nó còn là nhạc mẫu tương lai của Lưu Triệt. Sao con lại quên đi điểm này? Một bàn cờ tốt đã bị con phá hết. Nhi thần chịu tội, con tức khắc đón họ về. Đã quá trễ. Tức khắc phong tỏa tứ thành, ngăn cản Lưu Triệt. Tuân chỉ. Nè A Kiều, cô chỉ là một người đàn bà, làm sao đối phó Lương Dương, thậm chí là Hoàng Thái Hậu? Là tại vì ta có nó. Là cái gì đây? Đó là câu nói cuối cùng của Tiên Hoàng để lại. Chậm, từ biết không thoát bệnh, truyền quốc lại cho Thái tử Lưu Triệt. Thiệt là thánh chỉ? Đương nhiên là thiệt. Cái của Hoàng Thái Hậu là giả. Phu hoàng, thần nhi bái tạ. Triệt Nhi, ngươi đừng có quên, hồi nãy ngươi đã thề. Thank you.
cho. Triệt Nhi. Triệt Nhi, con tới rồi hả? Nè, để cô qua thử coi. Sao con lại ốm như vậy? Cô. Ây da, thì được rồi, hồi thành rồi hãy nói, mình đi. Cửa thành lại, bất cứ ai không cho nhập thành. Đại quản đạo công chúa trở về, phải báo cho ta biết. Mạnh tướng quân, trưởng công chúa ra hồi phủ. Hả? Đi bái mộ về rồi hả? Mẫu hậu, thần nhi không kiến mẫu hậu. Mệt lắm à. Thần nhi tự ý xuất cung, chưa kịp bẩm báo với mẫu hậu thì có lỗi. Chúng ta là mẹ con ruột, còn nói những điều này làm gì? Quy lệ là định cho người ngoài. Trên xe còn có ai nữa không? Mau xuống đi. Con ngoan, hãy mau xuống xe, không cần sợ, hãy mau bái kiến hoàng thái hậu. À, phải, mau xuống xe đi. Dù sao thì cũng là hoàng tôn hoàng nữ của ta, cần gì phải tránh né như vậy chứ. Xe đi. Còn không qua bến? Dạ. Đã về tới nhà hả? Con đã ngủ quên. Mau bái kiến hoàng thái hậu. Hả? Hoàng thái hậu? Sao ngoại mẫu tới đây? Hồi nãy cháu nằm mơ, mơ thấy ngoại mẫu. Mẫu hậu. Chưa bao giờ có ai tới đây. Tạm thời chị sắp đặt cho em ở tạm phòng này. Em yên tâm, tuyệt đối sẽ không có ai phát hiện. Cảm ơn hoàng tỷ. Không có gì. Chị phu. Công chúa. Từ nay ngươi hãy săn sóc tốt cho người này. Hắn là bạn thân của Tàu Phò Mã. Dạ. Lát nó sẽ đem cơm tới cho ngươi ăn. Có chuyện gì thì cứ việc sai bảo nó, nhưng phải nhớ kỹ, không nên lộ mặt ra. Em sẽ biết cẩn thận. Ừ. Hoàng tỷ đã mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Ta không sao, ta không mệt. Chị phu, ngươi ra ngoài trước. Dạ. Dạ, qua bển ngồi xuống. Ừ. Em thế nào? Sao chị của mình em trở về? Chị của mình em. Còn những người khác đi theo em? Lúc đó tình trạng nguy cấp, bọn họ chỉ đành ở lại đối phó với Lương Dương. Vậy còn tỷ phu của em, anh cũng ở lại à? Cũng ở lại. Ở lại chỗ nào? Ở Diêm Chi? Ở Diêm Chi. Anh cũng đã tới được Diêm Chi. Chị sợ ảnh sẽ làm hư chuyện lớn nữa. Em có biết không, tỷ phu của em làm việc rất chậm chạp. Cũng vì chuyện này mà chị đã cãi nhau với ảnh, không biết đã gây gỗ bao nhiêu lần. Dạ, hoàng đệ, em có biết là tỷ phu của em? Em biết. Em biết rồi. Sao em biết được? Từ ngày chị lấy ảnh, chị và ảnh thường hay gây gỗ với nhau. Chị thường hay khóc, tại vì chị hy vọng chồng của chị sẽ mạnh hơn người khác. Nhưng mà tỷ phu của em thiệt vô dụng. Anh không thể làm được cái gì. Cũng vì chuyện này chị đã gây với ảnh nhiều lần, nhưng mà cũng vô dụng. Ảnh giống như một khúc cây không biết nhúc nhích.
nhưng mà cũng tốt, tánh của anh tốt lắm. Không phải, tỷ phu là một đấng anh hùng. Còn nói là anh hùng, ảnh không phải một loại cây leo thì tốt. Em có biết không, khi hôm ảnh đi, chị liền hối hận. Chị rất sợ anh sẽ làm hư chuyện của em. Anh không có làm hư chuyện. Nghe em nói như vậy, lần này anh trở về, chị nhất định phải tốt với ảnh. Tỷ phu của em nhất định là phải lo sợ lắm. À phải, hoàng đệ, khi nào anh mới trở về? Em làm gì vậy? Sao mặt của em không được tốt? Tại sao lại xanh mét? Hoàng đệ, em đã chịu nhiều khổ đau hả? Dạ không, em không sao. Em cũng cứng miệng như vậy. Chị là chị của em, em không có gì có thể che giấu được chị. Em không dám giấu hoàng tỷ. Để coi có phải bệnh hay không. Nóng quá. Em không có bệnh, chỉ là hơi mệt thôi, em không sao. Vậy thì tốt, ở nhà chuyện gì cũng tốt, ra ngoài thì phải chịu khổ cũng được. Em ra ngoài một lần để biết thường dân ba tánh họ như thế nào. Chị phụ, mau vô đây. Công chúa, ta có cây lão sơn nhân sâm, người hãy lấy chân cho khách nhân uống đi. Dạ, chỉ chân nhân sâm thôi, có cần thêm con gà hay không? Cũng được, đi mau lên. Dạ. Nè, hoàng tỷ à, không cần phiền phức như vậy. Có gì mà phiền, vậy cũng tốt. Em chỉ có làm hoàng thượng, chỉ có thể lo cho em như một người chị. Nếu qua vài ngày nữa em làm hoàng thượng, thì em nhất định không thể ở trong căn nhà chật hẹp này nữa. Không phải, mặc kệ tới bao giờ cũng được. Hoàng tỷ vĩnh viễn là người thân nhất của em. Chị biết rồi, em là hoàng đệ thân nhất của tỷ tỷ. Em có biết không, thật ra lâu nay tỷ phu của em rất muốn chị sinh đứa con trai cho ảnh, nhưng chị đã không chịu. Chị sợ tới lúc đó sanh ra một thằng ngu ngốc thì phải làm sao. Chị nghĩ lần này chị sẽ nhận lời của ảnh. À phải, em muốn có một đứa cháu trai hay là đứa cháu gái? Hoàng đệ. Hoàng tỷ, em đã không bảo vệ được cho tỷ phu. Em làm gì vậy? Em nói gì? Lưu Triết có tội. Hả? Anh thế nào? Anh đã bị thương, anh đã bệnh. Mau nói cho chị trước mặt của ta và hoàng thượng. Em hãy nói đi. Hoàng kim có giá, nhưng tình yêu của công chúa đối với tôi vô giá. Hoàng đệ, em có thể coi nó là người nhà của chị. Bẩm cáo thái hậu, lương thượng thế đã đến. Thần bái kiến mẫu hậu. Số cô con đã về tới hả? Tình trạng ra sao? Lưu Triệt đã chết ở hoàng hồ. Đã chết? Loạn tiễn xuyên thân mà chết. Tại sao phải bắn chết nó? Nhi thần vì hết cớ cho nên phải làm gì? Con đã giết thái tử đương triều, đây là đại tội diệt tộc. Chỉ cần Lương Dương Thiên Thế có thể đăng cơ làm hoàng đế thì ai cũng có thể giáng tội được. Đừng có xen lời vào. Còn xác đâu? Bị nước của hoàng hồ cuốn trôi rồi. Bị cuốn trôi cũng phải vớt lên. Sóng gió lớn quá, nước lại chảy xiết. Nhi thần thì là không còn phương cách nào khác. Chết mà không thấy xác thì không thể nói là chết. Chuyện nghiêm trọng như vậy con cũng làm không xong, kêu mẹ làm sao yên tâm. Hoàng thái hậu, đêm qua ta thấy một giấc mộng. Mộng thấy Lưu Triệt mặc áo lông bào, ngồi ở trong Kim Luân Điện. Nhưng người đứng phía sau không phải là ta, mà là mẹ ruột của nó. Lúc đó ta cũng đứng gần, muốn kêu người nhưng mà kêu không ra tiếng. Ta gấp đến nỗi mồ hôi ra đầy đầu. Ta... Mẫu hậu, chỉ là cơn mộng thôi. Mẫu hậu không cần phải lo. Di thần có thể bảo chứng Lưu Triệt tuyệt đối không thể chết rồi sống lại. Đáng lý con trở về thì mẹ sẽ triệu tập quần thần tuyên đọc di chiếu. Bây giờ ta không dám. Ngày nào cho kiếm được xác chết, ngôi hoàng đế của con chưa chắc có thể ngồi vững được. Đây là tôi.
tỷ phu rửa mặt cho ngài. Tóc của ngài cũng cần phải chảy. À, mời giúp ta. À, nếu như ngài không che tay chân của tôi dùng gì. Hôm qua thái tử làm tỷ phu sợ quá, lúc đó còn tưởng rằng chắc chắn mình sẽ chết, không ngờ cái chết tới mau quá, thì là bất ngờ. Lúc đó cô đang nghĩ cái gì? Lúc đó tôi nghĩ vĩnh viễn sẽ không gặp em trai của mình nữa. Cô có em trai hay sao? Cô ở trong phủ của hoàng tỷ. Không phải, đã 10 năm rồi không gặp nó. Vậy bây giờ nó ở đâu? Tôi cũng không biết. Nó bị bán cho người ta. Bán đi đâu tôi cũng không biết. Không có một chút tin tức nào. Tôi đã hỏi qua rất nhiều người. Công chúa và phò mã cũng từng giúp tôi để hỏi thăm, nhưng cuối cùng cũng thất vọng thôi. Nhưng mà tôi tin tưởng, nhất định nó vẫn còn sống. Phím đoạn tay nhân sinh vô thường. Không đâu, nó nhất định vẫn còn sống. Tôi thường nằm mơ thấy nó trong giấc mơ. Tôi thấy nó đang chịu khổ sở, nhưng tôi biết nó vẫn còn sống ở trên đời. Tôi quả quyết với ngài, nó vẫn còn sống mà. Không sai, nó nhất định còn sống. Còn sống rất là vui vẻ. Yên tâm đi, ta sẽ giúp cho hai chị em của cô được đoàn tụ. Làm sao ngài tìm được nó? Một đạo thánh chỉ đi khắp thiên hạ, bất luận ở chỗ nào, ta sẽ giúp cho cô tìm được nó. Còn nói tới thánh chỉ làm gì? Bây giờ, ngay cả căn nhà này ngài cũng không đi ra được. Được rồi, để tôi thay thuốc cho ngài. Thành Nam, đi cho ta. Nghe nói hoàng thái hậu hoài nghi đệ của ta vẫn chưa chết. Thật ra là chưa chết mà. Cho nên bà không có dám phát tăng, không dám để cho Lương Dương đăng cơ. Vậy thì càng tốt, bà nóng lòng cứ để cho bà nóng lòng. Kiều, vậy là em không hiểu. Nếu không thể một ngày không có vua, nếu mà cứ tiếp tục chỉ sợ sẽ có chuyện. Vậy thì để thái tử đăng cơ đi. Trong tay của thái tử có vị trí của tiên hoàng, ai dám không nhận. Chỉ sợ từ lúc đó ngài có hoàng cung cũng không thể vô được. Nếu bị người ta bắt hay là bị người ta nhốt, vậy tờ di chiếu vĩnh viễn sẽ không ai có thể nhìn thấy được. Bây giờ ta xem là nghĩ không ra chứ. Bây giờ phải làm sao? Anh không thể nào trốn ở trong nhà chị hoài. Thì phải, cho nên chị mới nóng ruột. Nếu mà hoàng thái hậu phát tần cho tiên hoàng, vậy mới là dễ làm. À, ý của chị là lúc đám tang đông người anh có thể trà trộn vào đó. Dân võ bá quan hoàng thân quốc thích có mặt đông đủ, tới lúc đó là cơ hội tốt để nói ra. Lỡ như tất cả bá quan đều ủng hộ Lương Dương thì sao? Không đâu, công đạo ở trong tâm mọi người, em cứ yên tâm. Như vậy thì mong hoàng thái hậu sớm phát tàn. Bây giờ em mới hiểu cái gì gọi là nhập thổ di an. À phải, đám người các gia nhân vẫn chưa có tin tức à? Không có. Nếu mà như vậy chị trở về. À, bà tỷ, chị phải săn sóc anh cẩn thận. Coi em kìa, chị lo cho nó em cũng không yên tâm sao? Người phục dịch cho ảnh nhất định phải là tâm phúc của chị. Chị biết. Anh à, đừng nên kiếm con gái. Kiều, đã tới nước này em còn ghen nữa sao? Từ nay mỗi ngày chải đầu cho ta có được hay không? Ngài nghĩ là vĩnh viễn sống trong phủ công chúa sao? Hoàng cung đại điện đó mới là nơi của ngài. Cô có thể theo ta vô hoàng cung. Ta chỉ là thường dân bá tánh, làm sao nhập cung được? Chỉ cần ta đòi với hoàng tỷ thì hoàng tỷ chấp nhận ngay. Cô có biết hay không, hoàng tỷ đối với ta rất tốt. Tuy là hoàng tỷ lớn hơn ta có 1 tuổi, nhưng mà hình như lớn hơn ta rất là nhiều. Lúc còn nhỏ ta rất là bá đạo, trong tay hoàng tỷ có cái gì ta cũng giành lấy hết, lần nào chị cũng nhường cho ta. Nhưng tôi không phải là món đồ, tôi là người mà. Chuyện gì? Cô không chịu theo ta vào cung hay sao? Ngài có hỏi qua tôi bằng lòng hay sao? Ngài chỉ coi ta là một hình nộm, là một món đồ. Chị phu, cô giận hả? Ngài thấy hình nộm biết giận hay sao? Ta không có ý khinh thường cô.
xin lỗi. Ta nói sai rồi. Ta xin lỗi với cô. Xin lỗi. Ngồi xuống đi. Chuyện gì? Tóc của ngài chưa có chạy xong. Ngồi xuống. Bây giờ có một sợi tóc bạc ở chỗ này. Hả? Ở đâu? Tôi nhổ giùm cho ngài. Vì qua không được siêu quang, chỉ một đêm thì đầu tóc bạc trắng. Ta còn tự nói chơi thôi. Còn bây giờ, thiệt tình rồi. Đào đại nhân, công chúa không có nhà không thể vào được. Có thu linh của hoàng thái hậu, ai là chủ nhân nhất định phải có mặt. Ai cản trở, bắt. Bọn họ tới đây bắt ta. Ở đây có chỗ nào để trốn hay không? Ở đây là mật thất, có thể hồi sẽ để ý tới. Anh đại nhân, trong này không có người. Muốn chứng minh trong này không có người thì chỉ một biện pháp, phải vào coi. Nè, nè. Khoan đã. Đầu anh tham kiến công chúa. Bình thân. Đầu anh dân thủ lệnh của hoàng thái hậu xét nhà, mệnh lệnh khẩn cấp, không kịp đợi công chúa hồi phủ, xin công chúa tha thứ. Vậy sao? Hoàng thái hậu phái người tới đây xét cái gì? Là lục xét phạm nhân hay là lục xét tăng vật đây? Hay là muốn bắt được quả tâm? À, công chúa quá nghiêm trọng. Chỉ là lễ an táng của tiên hoàng sắp cử hành. Hoàng thái hậu sợ là có người xấu đột nhập kinh thành, sẵn dịp gây rối, kích động tới các nhà của Dương công và công chúa, nên cứ đậu anh phòng ngừa theo lệnh. Vậy là người có lòng tốt đó hả? Có phải sợ người ta nhân dịp đánh cướp hay không? Chỉ sợ bất lợi cho công chúa thôi. Sao lại không nói sớm? Vậy mà ta cứ tưởng rằng ta đã phạm tội gì tày trời nên mới xét nhà của ta. Đâu anh không dám. Cho tới bây giờ có gì dám chứ không dám. Phụ hoàng của ta đã qua đời, không còn ai chống lưng cho ta nữa. Cho dù là mèo chó ở chỗ nào cũng tới đây để ỉa đái cùng hết. Đầu đại nhân, ta không phải nói ngài. Dù có nói cũng không sao, chỉ cần phủ công chúa được bình an thì được rồi. Các phòng ở đây chắc đã xét qua hết. Bẩm công chúa, đã xét qua. Nếu vậy tiễn khách. Dạ công chúa. Cái phòng này vẫn chưa có xét qua. Phòng này ta chỉ để toàn những món đồ hỗn tạp thôi, có gì đáng xét? Đây là thủ lĩnh của hoàng thái hậu, xét thì phải xét cho thật kỹ. Đầu đại nhân, xin ngài đừng mở miệng cho là nhắc tới hoàng thái hậu có được không? Ta biết mấy người cũng là họ đậu mà. Nhưng mà đừng có quên, hoàng tổ mẫu mấy chục năm trước thì đã lấy họ Lưu rồi. Công chúa, tôi đã có lỗi với công chúa. Đánh cũng được, phạt cũng được. Đầu anh này chỉ muốn được biết rõ thôi. Xin lỗi nha. Xét. Dạ. Dạ. À dám. Ta phải ra ngoài, cho dù chết cũng phải chết giống một thái tử. Công chúa đi giao ngài cho ta, ngài là của ta. Hả? Công chúa, có nghe hay không? Chẳng lẽ công chúa muốn nói ở trong đó có mèo hay là chuột gì hả? Đậu phòng ở, chiếu dưỡng hay là xin để mặt của Bình Dương này hả? Công chúa, tôi thật thất lễ đó. Hả? Sao ngoài? Xin lỗi nha. Công chúa, người đổi lại vậy? Người không phải đã thấy rồi hay sao? Là một con tỳ nữ đang tắm ở bên trong, đã kêu đừng coi, mà người cứ đòi coi cho bằng được. Lần này, nó đã bị thiệt thòi hết rồi. Từ nay kêu nó còn dám gặp ai? Ta nghĩ nếu nó không lấy chồng được, cũng là do người đã hại nó. Ta không có thấy gì hết. Mọi người đều không thấy, có đúng không? Hả? Đi. Đi hết rồi. Nè, mau mặc lại quần áo, nếu như không sẽ bị lạnh. Nhắm mắt lại đi. Ta không thấy gì hết. Không thấy gì hết. Vậy khi nào anh có thấy hay không? Ta xin thề, ta vẫn luôn luôn nhắm mắt lại. Nghe nói lắm. Chị Phu à, yên tâm đi.
Nếu như cô không thể lấy chồng, ta thí hôn cho cô các công tử của văn võ trong triều, tùy cô lựa chọn. Ngài lại mở mắt nữa. Đã tới Trường An. Thôi đi, coi chừng chưa có về tới nhà thì nóng chết. Khoan đi đã lão quan, tôi đã đi hết nổi. Nè, làm ơn đi, giúp tôi lấy cái xe qua đây. Tôi van xin anh có được không? Vậy thôi, không nhờ anh, tôi nhờ Lý Linh. Hả? Chữ của tôi hình như không phải là chữ của mình nữa. Nghỉ một lát đi. Vậy tôi cũng nghỉ một lát. Nghỉ một lát rồi đi ngay. Đất của Trường An thiệt là dễ chịu nhất. Tôi cảm thấy cái giường của nhà tôi cũng không dễ chịu như vậy. Thân không bằng thân cố hương, ngon không bằng nước quê nhà. Thế nào, ta nói đúng lắm mà. Đi đã quên tiểu hoa đầu Sơn Đông rồi. Anh không được nhắc tới cổ. Cổ tên là Thu gì? Ta nghĩ chắc là đi đã quên. Thu Điềm. Thì là không ngờ, vẫn còn nhớ. Mặc kệ Thu Điềm hay là không Thu Điềm, hai người nói xong chưa? Đăng cơ đại điển của cổ ca mình còn không về kịp, còn ở đó Thu Điềm. Cởi ngựa đêm ngày trở về đây, ngựa mệt đã chết hết, không phải về đây tham gia đăng cơ đại điển của ảnh hay sao? Điều này thì đại không hiểu đâu. Nói cho đại biết Lý Linh, quốc gia không thể một ngày không có vua, thiên hạ không thể một ngày vô chủ đâu à. Dù cho cửu ca chúng ta không gấp nhưng những người khác sẽ chịu không nổi sự khiêm nhường của cửu ca sao? Đúng cho không? Nên ảnh không đợi chúng ta. Không đâu, chuyện lớn như vậy đời người chỉ có một lần, đâu có thể thiếu mấy người chúng ta được. Lão quan, cửu ca của chúng ta nóng lòng về Trường An gấp để làm gì hả? Không phải muốn về sớm hơn Lương Dương sao? Tôi cảm thấy ảnh trở về Trường An, việc lớn phải làm trước nhất là phải nhận được ngọc sải để đăng cơ. Mấy người nói phải không? Nếu không thì sẽ để cho Lương Dương đắc chí làm hoàng đế. Tới lúc đó thì phải cúi đầu xưng thần trước mặt Lương Dương. Không đâu, cửu ca sẽ vì chúng ta mà làm lại một lần nữa. Đăng cơ đại điển sao có thể làm lại? Tôi nghĩ tốt nhất là thiết đại yến tiệc linh đình, sơn chân hải vị, ăn một bữa thiệt no nê. Các người nghĩ coi, lỡ như cửu ca về trễ, Lương Dương đã được đăng cơ. Im miệng, nói bậy không à. Thôi được rồi, được rồi. Những lời nói bậy đừng có ghi nhớ trong lòng, coi như gió thoảng qua tai. Cũng không phải không có thể. Lý Linh, cửu ca cưỡi con ngựa là thiên lý mở, Lương Dương đâu có cách nào trừ kịp. Anh nghĩ coi có thể nào hoàng hộ. Còn nói, có tin là sẽ đánh cho người không có gặp cô Thu gì đó. Là cái gì? Mấy người bây giờ chúng tôi làm gì? Thôi đừng bây giờ chúng tôi, anh em chúng tôi gây nhau thôi, không có sao đâu. Đi 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 đi. Thôi đi đi. Đại nói không có gì, đi đi. Đi đi. Đi đi. Đậu phòng mở. Ta đã đợi các vị lâu lắm rồi. Bắt họ lại. Dạ. Đi. Sao là bắt chúng tôi? Chúng tôi là người thái tử đó. Không tội gì. Sao là bắt chúng tôi? Sao là bắt chúng tôi chứ? Lý Linh, đây là nhà ba bác của đệ, mình đã về tới rồi. Đúng vậy, đã về tới nhà. Vậy là nước lớn đổ vào mũ Long Dương. Để coi ba bác của đệ thẩm vấn đệ kiểu nào. Hãy thăng đường mau đi. Phải, mau thăng đường. Thăng đường. Truyền phạm nhân. Người dưới trướng lại, hãy tự khai báo tên họ. Má phụ của tôi Lý Cẩm tức quân đầu. Lý Cẩm có tội đã bị hạ ngục, bổn nhân phụng mệnh của hoàng thái hậu, thống lãnh ngự lâm quân. Ông phạm tội gì? Thái tử có biết không? Ta muốn hỏi các người đó, thái tử Lưu Triệt đang ở đâu? Người nói cái gì? Người nói lại lần nữa. Các người không phải cùng thái tử xuất cung hay sao? Tại sao chỉ có ba người trở về đây? Ta không hỏi các người thì hỏi ai đây? Thái tử Lưu Triệt bây giờ ở đâu? Thái tử không phải về Trường An sao? Vậy bây giờ thật ra ai là hoàng đế? Ai là hoàng đế hả? Không, ngài không có hai mặt trời, nước không có hai vua. Hoàng đế bây giờ đương nhiên là tiên hoàng rồi. Các người là hộ giá của thái tử, tung tích của thái tử mà các người không biết à? Đầu đại nhân, xin ông hãy nói cho chúng tôi biết, ông thật không gặp thái tử sao? Không được hỏi ta, hãy khai thẳng đi. Đầu đại nhân, tôi hỏi ông câu cuối cùng, Lương Dương Thiềm Tế đã trở về đây chưa? Thật ra người hỏi tới Lương Dương để làm gì? Lương Dương đã đem rất nhiều thị vệ sát khí đằng đằng đuổi theo thái tử. Nếu như hôm nay thái tử bị tai nạn gì, Lương Dương không thể trách tội được. Điều này đương nhiên, tâm trạng của ta cũng giống như các ngươi thôi. Bất luận ra sao, các người phải tìm cho ra thái tử. Kiếm thái tử sao không đi hỏi Lương Dương? Hỏi chúng tôi để làm gì? Lương Dương không có cùng các người trở về Trường An, ta không hỏi các người lại đi hỏi Lương Dương sao? Nè, đầu đại nhân, ngài hỏi thái tử, vậy có phải ý của ngài là
Đậu đại nhân, ngài đợi để coi đăng quang hả? Đương nhiên rồi. Mỗi ngày hoàng thái hậu đều lấy nước mắt để rửa mặt, nóng lòng lắm rồi. Nếu như các người nói ra thái tử ở đâu, các người sẽ là khai quốc công thần, có biết không? Nói mau, hả? Nói mau đi. Thái tử à? Đậu đại nhân, như vậy giống như đang thương lượng với chúng tôi sao? Hả? Hình như ngài coi chúng tôi như là tội phạm, hả? Phải phải, đậu đại nhân. Có nhiều người ở đây làm sao mà thương lượng? Chuyện này là quốc gia đại sự. Hay là gì? Kêu họ ra ngoài trước, có được không? Ra ngoài, ra ngoài. Nè nè, ra ngoài đi, ra ngoài hết. Đi. Đã bãi đường rồi, mình cũng đã rút. Lần này có thể nói cho ta biết rồi chứ? Đậu đại nhân, thương lượng cũng để cho chúng tôi có cảm giác có thành ý chứ, phải không? Chúng tôi đã mấy ngày không có ăn cơm, Lý Linh đã đói gần chết đó. Phải, đã hai ngày em không có ăn cơm. Vậy nghĩ coi. Thì bởi vậy, bụng của tôi đói đến nỗi kêu rột rột. Nè, tôi có cách hay, chúng ta vừa ăn vừa nói, có được không? Đám Lý Linh đã trở về. Có người chính mắt thấy được, Đậu Anh đã bắt hết họ. Đám Lý bọn họ trở về, có thể là trợ thủ tốt của em. Chị với Kiều Muội không phải là trợ thủ tốt của em sao? Hai người đàn bà, dù xong có điều bất tiện. Vậy lý gì? Hôm nay ở đây, nếu không có chỉ phụ người con gái này, thì em đã chết. Hoàng tỷ, em lại sai nữa rồi. Em đó, bây giờ sai thì phải sửa, đừng có để lúc lên hoàng đế rồi mới sai. Nhưng mà, ít ra cũng đưa tin tức cho đám người của Lý Linh chứ. Tin gì? Nói cho hoàng thái hậu biết, là em đã bị chết. Tại sao? Nói như vậy, thì hoàng thái hậu mới được yên tâm để mà cử hành tang lễ cho phụ hoàng. Nếu như không, hoàng đế của chị vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi. Vậy cũng đúng. Nhưng mà nhà môn của người Lâm quân làm sao mà vô được? Ăn no rồi hả? No. No quá trời luôn. No thì tốt. Tốt. Có cần ăn trái cây không? Không cần. Đã no thì là no lắm. Như vậy, nói đi. Nói cái gì? Nói thái tử đó. Thái tử hả? Ông còn đi gấp hơn chúng tôi. Ở giữa còn có Lương Dương nữa. Bây giờ đã về Trường An hay là đi đâu, chúng tôi cũng đâu có biết. Các người muốn ta lật tẩy các người hay sao đây? Ăn no rồi muốn đi. Ai muốn đi vậy? Tôi ra ngoài đi dạo không được sao? Ông không cho, vậy thì không đi. Các người là hầu cận của thái tử, hoặc là cùng học chung, hoặc là tập võ chung. Ai cũng nói là các người phong bị cho thái tử mà. Ta nói không sai chứ hả? Nói đúng lắm, nói đúng lắm. Thái tử đi trước một bước, gạt thiên lý mã của Lương Dương, nhất định là đã thương lượng bàn bạc với các người. Các người một trước một sau trở về Trường An, đâu có lý nào không hẹn trước đi gặp mặt. Các người gặp bằng cách nào? Thái tử bây giờ đi đâu? Đậu tướng quân, tại sao ngài lại biết dựng chuyện vậy? Ngài thiệt là ông vua kể chuyện, nói cũng có đầu có đuôi lắm chứ. Hay lắm, hay lắm. Xã nhân, tại sao lúc chúng ta đi không hẹn trước nơi gặp mặt của cửu ca? Thật ra không có thể trách lão cát được. Lúc đó cửu ca bỏ đi gấp như vậy, anh cũng đâu có kịp để chúng ta biết đâu. Không được sống đâu. Người đâu? Khi nãy các người đã uống rượu thưởng, bây giờ phải uống rượu phạt. Tạ. Bổng quan phụng chỉ của hoàng thái hậu, bây giờ hỏi các ngươi. Báo cáo, Bình Dương công chúa cầu kiến đại nhân. Nói ta không có ở đây. Sao lại không có ở đây? Công chúa. Công chúa, Lý Linh đây. Công chúa. Công chúa, mời của chúng tôi. Chiếu Dượng, đây là các tỷ đồ mà người đã bắt đó hả? Thiệt là giỏi. Bình Dương chúc mừng người. Công chúa, công chúa. Chúng tôi sao? Tôi là lão cát nè. Công chúa. Các người cầm gì hết đi. Công chúa. Công chúa. La hét ôm tộm như vậy, làm cho ta nghe không có được một câu nào hết. Công chúa, trong phủ bị mất đồ hay sao? Ai đang cấp vậy? Tôi nhất định sẽ điều tra. Đồ, chị không có mất. Nhưng mà đã mất một người. Mất một người? Ừ.
là phu quân của ta Tào Phú. Đã mấy ngày rồi ông không có về nhà, ta đã đi kiếm khắp nơi. Ngươi nghĩ coi, ta thiệt nóng lòng biết mấy. Bây giờ ngươi là đại tổng quản Ngự Lâm quân, quản bình an ở trong kinh thành, có chuyện gì đương nhiên phải tới kiếm ngươi ha. À, tại sao không nói sớm một chút để tôi lo hết cho. À, rời khỏi nhà từ lúc nào? Lúc nào hả? Nếu chỉ 2-3 ngày thì không thành vấn đề. Đàn ông thì thường hay đa tình. À, không thể quản lý quá nghiêm, phải không thiếu dưỡng? À, chắc có lẽ ngươi cũng vậy ha. Có chuyện gì thì cứ nói ra đi, tôi còn chuyện gấp phải làm đó. Ồ, ta đang suy nghĩ. Thật ra đã bao nhiêu ngày không gặp ảnh? 10 ngày, 11 ngày, 12 ngày. Coi như 12 ngày. Ngươi nghĩ coi, dù ảnh có chết ở bên ngoài thì cũng phải để cho ta biết chứ. Không có, không có đâu. Thật ra thì ta cũng muốn ảnh chết từ lâu. Ảnh chết rồi thì ta có thể phát tặng cho ảnh, sau đó đem chôn. Lúc chôn thì có thể nằm trong quan tài kim tơ năm mộc. Nói như vậy không được. Quan tài kim tơ năm mộc là quan tài của hoàng thượng. Ta phò mã dám sao? Như vậy là phạm pháp đó. Ồ, vậy à. Thì ra quan tài kim tơ năm mộc chỉ có hoàng thượng mới dùng được, còn các người khác không có dùng được à? Ồ, vậy thái tử hoàng đệ của ta có dùng được hay không? Hãy công chúa đừng có nói như vậy. Tôi nhất định sẽ kiếm được Tào Phú về, ta tội với công chúa. Sao lại không nói sớm chứ? Ta muốn nghe câu nói này từ lâu. Thôi ta đi. À, nè, các người có nói không? Không nói, ta dùng hình ép các người nói. Phải hả? Nè, đề nghị coi có phải Bình Dương công chúa báo tin với mình. Vậy anh nói coi bả là cái gì? Ê, tay của công chúa ngón này đeo cái nhẫn. Có biết cái nhẫn của ai không? Là của Cửu ca. Hả? Ừ, thật giống đó. Thì bởi vậy huynh nhớ là tháng 7 năm trước huynh mua tặng ảnh. Hê, là chính huynh mua. Cả tiệm chỉ có một cái. Vậy nghĩa là của cả trong phủ của công chúa. Anh nghĩ có phải không? Để nghe nè, chuyện này không thể nói với ai được. Mình cứ khai như vậy. Ê, phải khai sao đây? Hey, anh nghĩ coi, công chúa cứ nói hoài chết chứ là chết, còn lấy của ca để làm thí dụ, em cảm thấy như vậy không có tốt gì mấy. Nè, thế nào, đã nghĩ ra cách rồi sao? Còn chưa, chưa nghĩ ra gì hết. Nếu có Đông Phương Sóc ở đây thì tốt, ông nhất định sẽ hiểu tại sao. Tiên sinh, có biết dạo này thành Trường An đã xảy ra chuyện gì hay là không? Thảo dân vẫn chưa rời Diêm Chi Thành nửa bước. Thành Trường An cách xa nơi đây cả ngàn dặm. Nơi đó xảy ra chuyện gì tôi làm sao biết được. Lương Dư có nói qua, tiên sinh đối diện như thần, chưa bối thì đã biết. Trong thiên hạ không có việc tiên tri đoán để biết trước, tôi không có ngoại lệ. Hả? Thái tử Lưu Triệt khi đã đến Diêm Chi thì mỗi một quẻ bối của tiên sinh đều chính xác hết mà. Đó là nghề của tôi, tôi không biết đoán, chỉ biết cắt chữ thôi. Được, vậy mà tiên sinh hãy cắt một chữ đi. Mời ngài viết một chữ. Ừ. Nè, ông hãy cắt một chữ coi. Lúc này tân hoàng đế đã đăng cơ chưa? Ta rằng vẫn chưa.